có chút tiền tiết kiệm, Gen Z có thể đầu tư vào cái gì? Cá nhân mình thì sẽ lựa chọn ở thời điểm hiện tại sẽ là đầu tư cho bản thân. Tại vì lại một lần nữa thì người làm ra tiền là mình, và người mà sau này mang tiền đi đầu tư cũng sẽ là mình. Nên nếu mình không có đủ kiến thức, không có đủ sự nhanh nhạy và không có đủ kinh nghiệm ấy, thì nó rất là khó để mà sau này mình có thể đầu tư ra lời được. Và để mà mình có cái tiền để mà mang đi đầu tư cũng rất là khó nữa. Nên là với cái số tiền tiết kiệm bây giờ thì mình nghĩ là bạn nên suy nghĩ những cái cách để mình đầu tư cho bản thân. Có thể là đi học một cái gì đấy mới, có thể là học thêm ngoại ngữ, có thể là học để thi chứng chỉ để sau này khi mà mình xin việc thì mình sẽ nhờ những cái chứng chỉ, nhờ cái khả năng ngoại ngữ đó có được một công việc lương cao hơn chẳng hạn. Thì có rất là nhiều cách để đầu tư cho bản thân, thì mình cá nhân mình sẽ lựa chọn cái đấy ở thời điểm hiện tại. Còn sau này khi mà mình đã có cái số tiền tiết kiệm kha khá rồi và mình đã có cái nguồn thu nhập cao hơn rồi thì mình sẽ có thể tiếp tục tìm hiểu để đầu tư những cái mà cần nhiều tiền hơn và sẽ sinh lời nhiều hơn. Mọi người có thể thấy là có rất là nhiều câu chuyện, những người họ lên họ nói là ồ, tôi rất là may mắn, tôi vô tình tôi đầu tư ở đây mà tôi đã chiến thắng, tôi thắng lợi, tôi thắng rất là nhiều tiền. Nhưng mà cái đó là chỉ cái phần ít thôi, những người họ thắng họ mới lên mạng họ khoe thôi, chứ những người thua là chắc chắn họ không dám lên tiếng. Và cái số lượng người thua thì nó rất là nhiều, nên là Nam Khánh vẫn recommend bạn là nếu mà bây giờ chúng ta có một cái nguồn tiết kiệm thì cái này rất là tốt rồi, nhưng chúng ta trong lúc mình chưa biết mình làm gì với số tiền đó thì Nam Khánh nghĩ là cứ tiếp tục cái duy trì cái thói quen tiết kiệm này, có thể mình tăng tiết kiệm từ 10% lên 20% chẳng hạn, trước khi mà mình suy nghĩ mình đầu tư cái gì. Và sau khi mình tìm hiểu cặn kẽ về một cái lĩnh vực nào đó, hoặc là mình hiểu cái quy tắc của một cái doanh nghiệp, một cái kinh doanh như thế nào chẳng hạn, thì mình hẳn quyết định mình xuống tiền. Đâu là khoản đầu tư xứng đáng nhất của tuổi trẻ? Tài chính cá nhân không có nghĩa là mình cắt chi bằng mọi giá, mình phải đảm bảo là nó phải đảm bảo được cái lối sống của mình, và nó phải giúp mình xây dựng được những cái nền tảng vững chắc về mặt tài, về mặt sức khỏe, về mặt kiến thức của mình, để mình có thể tiến đến những cái giai đoạn tiếp theo. Bởi vì bây giờ ấy, các bạn tiết kiệm được một vài đồng thôi, nhưng mà nếu mà nó có ảnh hưởng sau này về dài hạn, về việc là ví dụ như sức khỏe các bạn yếu hơn, hay là các bạn tiết kiệm tiền để không đi học, để mà xây dựng những cái kiến thức của mình, thì sau này ra các bạn sẽ không thu nhập được nhiều. Và ngược lại, nếu các bạn đầu tư vào sức khỏe, vào kiến thức của mình, sau này các bạn có thể ra đi làm, có những công việc có cái mức thu nhập tốt, thì nó sẽ bù lại. Mình hay nói là khi mà các bạn ra trường ấy, bây giờ giữa hai công việc, ví dụ như là công việc 8 triệu và công việc 7 triệu, nhưng công việc 7 triệu cho bạn học nhiều hơn ấy, thì các bạn nên chọn công việc 7 triệu, tại vì là các bạn chênh lệch nó chỉ là 1 triệu thôi. Sau này các bạn làm việc tốt thì sau này lương các bạn có thể đến vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu, thì chỉ trong một tháng thôi, giai đoạn sau ấy, thì chỉ một tháng lương cao thôi nó sẽ bù cho tất cả những khoản đầu tư của các bạn giai đoạn trước. Ngoài những cái về giáo dục đó, nó cũng còn những cái về trải nghiệm bản thân, nó rất là quan trọng. Tại vì em ví dụ thôi, giống như là hồi nãy anh Long có nói, ví dụ một bạn sau này muốn làm về lĩnh vực nhà hàng khách sạn đi, nhưng các bạn chưa bao giờ được ăn ở một cái nhà hàng nào đó, thì không thể nào mà nó cho chúng ta được cái sự am hiểu về cái lĩnh vực đó đủ để chúng ta có thể đầu quân vào một cái nhà hàng hoặc là một cái khách sạn chẳng hạn. Thì Nam Khánh nghĩ là vui chơi thì rất là tốt, chúng ta rất là nên trau dồi những cái trải nghiệm về bản thân, nhưng mà chúng ta nên chọn những cái nào thật là đáng giá với chúng ta, để cho chúng ta không chỉ là vui chơi một lần rồi thôi, nhưng đó là những cái trải nghiệm mình giữ mãi ở trong cái người mình, và nó cũng sẽ là một cái gì đó nó mang lại cho mình những cái lợi ích sau này ở công việc. Ví dụ như lúc mà Nam Khánh vào S Channel thì trong cái buổi audition, cái buổi casting có rất là nhiều bạn, người ta đẹp trai hơn mình, người ta mặc đồ đẹp hơn mình, người ta cao to hơn mình, nhưng mà tại sao mình lại là người được chọn? Tại vì mình may mắn là mình trước đây mình đã có những cái, mình đã từng đi đây đi đó, mình đã từng biết quán ăn này quán ăn kia, nên là những cái đó nó sẽ là những cái thứ mà thật sự là sẽ giúp chúng ta stand out, chúng ta nổi bật hơn khi mà chúng ta đứng với nhiều những cái ứng cử viên khác ở trong một cái thị trường công việc nó ngày càng cạnh tranh. Nên là hãy đầu tư vào trải nghiệm bản thân. Ví dụ là mình ăn gà rán mỗi bữa là 100.000 đi, nhưng mà bây giờ là mình tiết kiệm 5 bữa gà rán được 500, là mình đã có thể dắt mình với bạn mình cùng nhau đi một cái nhà hàng nó rất là mới, nó rất là lạ, nó cho mình những cái trải nghiệm rất là mới mình chưa bao giờ có được ở trong cuộc sống. Thì Nam Khánh nghĩ đây cũng là một cái rất là hay để cho các bạn đầu tư vào bản thân. Đã có đầu tư bản thân rồi, đầu tư trải nghiệm rồi, thì chắc là bây giờ mình sẽ nói một cái mình nghĩ là cũng không kém quan trọng, đó chính là đầu tư vào các mối quan hệ. Tại vì có câu giờ vì bạn sao vì vợ là mình thấy chuẩn lắm mọi người ạ. Tại vì là mình thì không thể nào mà sống một mình trong xã hội này được, mình sẽ luôn cần những mối quan hệ, và mình sẽ luôn cần những người xung quanh của mình, có thể là đồng nghiệp, bạn bè mình, những người thân cận nhất với mình thì mình luôn cần họ. Nên là khi mình có những cái mối quan hệ chất lượng, có một cái mạng lưới quan hệ rộng, thì cái cuộc sống của mình nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, không chỉ dừng lại ở cuộc sống thường ngày mà còn trong công việc nữa. Người trẻ nên đầu tư như thế nào cho các mối quan hệ?
anh nghĩ có 3 cái tips. Thứ nhất là anh nghĩ là nếu mà để mà mình xây dựng được các quan hệ, đầu tiên là mình phải có giá trị đó. Nếu mà các bạn có cái giá trị mà mọi người đều cần ấy, thì mình sẽ xây dựng được những mối quan hệ một cách rất là tự nhiên. Hồi trước anh cũng rất là gặp khó khăn trong việc là anh xây dựng quan hệ, vì khi mà ví dụ như là anh đi những cái sự kiện này, anh cảm thấy là anh kết nối được với những cái diễn giả mà rất là có nhiều kinh nghiệm rất là khó, tại vì là nhiều khi là mình gặp họ xong rồi họ quên mình. Nhưng mà càng về sau thì anh cảm thấy là cái việc xây dựng quan hệ nó rất là tự nhiên, bởi vì khi mà mình có kiến thức, mình có năng lực rồi, người ta cũng sẽ tự tiếp cận đến mình, với rất nhiều trường hợp là tự tiếp cận đến mình. Cái thứ hai thì hãy bắt đầu bằng việc là xây dựng những mối quan hệ với những người xung quanh bạn. Những người xung quanh bạn bây giờ trong nhóm hiện tại các bạn đi học, chắc chắn là sẽ có những bạn mà các bạn thấy là có thể là giỏi họ, hoặc là các bạn cảm thấy là có những cái gì đấy các bạn có thể học được, thì các bạn hoàn toàn có thể xây dựng những mối quan hệ. Bởi vì quan hệ bây giờ ấy, các bạn xây bền vững ấy, thì sau này nó sẽ là những quan hệ giá trị. Nếu bây giờ anh hỏi những người lớn tuổi hơn anh là những cái quan hệ tốt của họ đến từ đâu ấy, thì có rất là nhiều người sẽ trả lời là những quan hệ đấy đến từ việc là các bạn đi học hồi trước, anh chị đi học hồi trước, có những người đi học cùng trường, có những người cùng công ty hồi trước, và họ xây dựng được một quan hệ rất là tốt, bởi vì là lúc mà họ tại thời điểm xây dựng mối quan hệ là hai người đang tạm gọi là đang là peers, là những người bằng cấp, thì cái việc mà xây dựng mối quan hệ nó cũng sẽ dễ hơn là bây giờ khi các bạn ngay lập tức các bạn muốn xây dựng mối quan hệ với một người mà rất là lớn tuổi, rất là nhiều kinh nghiệm chẳng hạn, thì nó cũng sẽ cảm thấy nó khó hơn nhiều. Và cái thứ ba ấy, một cái tip mà anh rất là thích là anh cũng đang áp dụng cho bản thân anh, thì hãy quan hệ tốt với cả những networker. Trong cái mạng lưới của anh bây giờ có những bạn gọi là networker mà ai cũng biết. Thay vì việc là mình xây dựng mối quan hệ với 50 người mình cảm thấy rất là muốn tiếp cận, thì bây giờ mình xây quan hệ với đúng 1 hay 2 người mình cảm thấy là họ quan hệ rất là rộng. Sẽ có những người trong thuộc profile đấy, anh có những cái bạn mà ai cũng biết, và bây giờ khi mà anh cần có việc gì thì anh chỉ cần hỏi bạn đấy là bây giờ anh có thể giúp em reach out đến bạn này được không. Thì quan hệ với cả super networker sẽ có những thì anh nghĩ cũng là một cái tip rất là hay để các bạn tiết kiệm nguồn lực và các bạn xây dựng những mối quan hệ chất lượng.